Minasan konnichiwa, Nhung Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Nhung đã quay trở lại với các bạn để chúng ta đi tới với một bài học mới. Nào, đầu tiên chúng ta có là Televide sekai no niusu ga miraremasu, có nghĩa là có thể xem tin tức thế giới bằng TV. À, còn ở đây mega neo kaketara yoku miemasu, nếu mà đeo kính á, thì nhìn thấy rõ. Còn Meganega naikara yoku miemasen, vì không có kính cho nên là không nhìn thấy rõ. Vậy thì giữa miraremas và miemas các bạn đã thấy khác nhau chưa nào? Đúng rồi, miemas mình sẽ chỉ dùng để nói về những cái thuộc về bản năng của mình mà thôi. Nào, tiếp theo chúng ta có pasokonde nihon no ogaku ga kikemasu, có thể nghe nhạc của Nhật bằng máy tính. Nhưng ở đây thì là người đàn ông này nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài kikoemasu, còn ở đây thì là kikoemasen, không nghe thấy được. Có nghĩa là kikoemasen nó cũng giống như là miemasu và miemasen vậy đó bạn, nó cũng nói về những cái thuộc về bản năng của con người chúng ta. Nào, Nhung đã làm một bảng tổng hợp lại cho các bạn cùng coi. Đầu tiên chúng ta có kikoeru. Các bạn nào, đọc nào. Đúng chưa nào? Và sau đó chúng ta có kikeru. Vậy thì kikoeru nó nói về bản năng của mình, tức là những cái điều này. Đúng rồi, mình nghe được là do bản thân mình chứ không phải là nhờ một tính năng nào đó hay là một chuyện mình đã có thể làm được. Như ở kikeru thì sẽ là pasokonde nihon no ogaku ga kikemasu, tức đây là tính năng của cái máy tính này khiến cho mình có thể nghe được nhạc của Nhật. Nhưng với kikoeru thì khác, đây là mình có thể nghe thấy và mình không thể nghe thấy rõ. Nào, ngoài ra chúng ta còn có mieru và mirareru. Với mieru, đúng rồi, đó chính là do khả năng mắt của mình. Mắt của mình nếu mà đeo kính thì có thể nhìn thấy rõ, còn nếu như không thể đeo kính, nếu không đeo kính thì không thể nhìn thấy rõ. Có phải là do khả năng của mình đúng không nè? Còn mirareru thì khác. Mirareru cũng đang nói về tính năng của televi. Tính năng của televi ở hiện tại đó chính là mình có thể xem được tin tức của thế giới. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Dung. Các bạn nhớ click link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể ôn luyện được nhiều hơn để so sánh được 4 cụm từ này rõ hơn. Hết minasan sayonara, mata aimashou.